Bệnh nhân Lò Thị Mai, 26 tuổi ở Thanh Hóa, được chẩn đoán bị hở van tim hai lá và được chỉ định thay van tim sinh học. Chỉ sau 3 đến 4 ngày mổ, vết thương đã khô và sau 5 ngày mổ, bệnh nhân có thể phục hồi sức khỏe, ra viện, tránh được nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng so với mổ tim thông thường, đặc biệt là đảm bảo tính thẩm mỹ. Với sự hỗ trợ của nội soi thì thay bằng cái vết mổ được ngực khoảng 20 phân, 20 đến 25 phân, bây giờ chỉ khoảng 3 đến 5 phân thôi. Cái thứ hai, khi chúng tôi kết hợp nội soi thì chắc là hình ảnh các bạn sẽ thấy rồi, nó rất là rõ ràng trong khi chúng tôi quá trình khâu vá là một. Thứ hai nữa là trong quá trình chúng tôi mổ như vậy, cái phổi mổ thay van nhưng mà phổi nó vẫn hoạt động. Thành ra cái việc mà phục hồi sau khi mổ nó rất là nhanh. Đấy, hầu như bệnh nhân không có biến chứng gì. Hầu hết những người bị bệnh tim có tỷ lệ tổn thương van tim khá cao. Những bệnh nhân bị van tim hai lá, nếu không được can thiệp kịp thời, sẽ làm cho máu ứ trong phổi, dễ thiếu oxy. Bệnh nhân Nguyễn Thị Ninh, 26 tuổi ở Thái Nguyên, nhập viện trong tình trạng cấp cứu. Ngày 30 tháng 8, bệnh nhân được chỉ định mổ nội soi thay van tim sinh học. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, vết thương đã lành. Khi mà mình mổ nội soi, nó không có đau đớn bằng mổ phanh. Bởi vì nó chỉ liên quan phần cơ thôi, khi mình mổ, mình hồi sức được là mình có thể đi lại được thoải mái. Kỹ thuật mổ nội soi thay van tim hai lá được Trung tâm Tim Mạch, Bệnh viện E triển khai từ tháng 7 năm 2013. Đến nay, đã có 5 bệnh nhân được phẫu thuật thành công và phục hồi nhanh chóng.